Tập 17. Dân thường, dân thường, dân thường, tinh trợ. Dân thường, chú à, sao chú lại tới đây? Ta có việc cần nói. Dân thường, ba của cô đang ở đây. Ba của con cũng tới sao? Vậy ông ấy đâu? Ông ta mất 7 kiều chính khôn, bị bắt đi rồi. Bị bắt rồi? Vậy ông ấy đâu, con đi tìm. Đừng vội, nghe ta nói đã. Ta đã hứa với kiều chính khôn giúp ông ta lấy thuốc giải độc bào tử thì ông ta mới trả người. Con không tin kiều chính khôn lại nói ra những lời như vậy. Con phải tìm ông ấy. Khoan đã, bây giờ em đi có khả năng là sẽ hại ba em. Anh nghĩ chúng ta nên thương lượng đối sách trước. Yên tâm đi, nếu kiều chính khôn dám làm hại ba cô, tôi tuyệt đối sẽ không tha. Ba của cô nhờ tôi đưa lá thư này cho cô, đọc đi. Dân thường, con không từ bà biệt, khiến lòng ba như lửa đốt, đi khắp nơi tìm tung tích con. Nghe nói con đã tới tộc thần mộng, ba tin là mộng tinh trần chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con, bình an vô sự. Dân thường, hiểu lầm trước đây giữa con và mộng tinh trần ba đã điều tra rõ rồi. Đứa con mà Sở Thiên Giao đang mang là của Diễn Chí. Sau này hãy hòa thuận với Mộng Tinh Trần, cùng nó an ổn bên nhau, đừng để Sở Thiên Giao lừa gạt. Con à, chỉ cần con hạnh phúc là cuộc đời ba mãn nguyện rồi. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi bình an. Ba luôn yêu con. Dân thường, xin lỗi anh, em trách lầm anh rồi. Trách lầm anh cái gì? Con của Sở Thiên Giao không phải là con của anh, mà là của Diễn Chí. Cô nói cái gì? Sao lại như vậy? Sao quan hệ của mấy đứa phức tạp quá vậy? Chú Thượng Quan à, chú còn nói người khác sao? Năm đó sau khi chú dứt bỏ Không Thiền, bà ấy đã ở bên Kiều Chính Khôn, sinh ra một người con là Kiều Chấn Thiên đó. Dân thường, đừng có nói nữa. Sao lại như vậy được? Tình huống cụ thể con cũng không rõ, nhưng mà có thể khẳng định Kiều Chấn Thiên chính là con trai ruột của sư phụ con với Kiều Chính Khôn. Chú làm như vậy chính là đem con bỏ vợ, khiến cho bà ấy đau khổ nên mới trở nên như vậy. Sư phụ, sư phụ, sư phụ vắng nhà rồi. Đi. Vẫn còn mặt mũi tới đây hay sao?
không thiền, cần gì khổ sở như vậy? Từ lần trước chúng ta gặp nhau, không thiền yếu đuối kia đã chết rồi. Ta của hiện tại không dễ bị những lời ngon ngọt của ông lừa gạt đâu. Được, nếu tất cả mọi chuyện đều là tại ta, vậy thì hôm nay chúng ta đặt dấu chấm hết đi. Được. Sư phụ, xin người hãy dừng tay. Không thiền, bà không nể tình nghĩa trước đây hay sao? Những chuyện đã qua đều không thể cứu vãn được nữa, cứ để cho nó trôi qua đi. Dạ là sư huynh. Sao muội lại? Tộc trưởng đồng ý cho chúng ta đến hôn rồi, đây là giá y muội tự làm cho mình đó. Không thiệt, muội hiểu lầm gì sao? Giờ ta có việc gấp phải đi, về sẽ nói chuyện sau. Quá khứ sao? Vậy còn Tiểu Điệp? Tiểu Điệp đã bị hại chết rồi, thì cố không còn, đừng nhắc tới nữa. Bây giờ cuối cùng ta cũng hiểu, có rất nhiều chuyện giống như hạt cát nắm chặt trong lòng bàn tay, càng nắm chặt thì càng dễ tuột mất. Bà cũng buông tay đi. Nam Giang, cho ta nhìn mặt thật đi. Vì ta đã hứa với một người sẽ vĩnh viễn dùng khuôn mặt này, cho nên khuôn mặt trước đây không bao giờ trở lại được nữa. Cái gì? Ông còn người khác nữa hay sao? Chú à, chú không sao chứ? Chú không sao chứ? Từ từ đi. Cẩn thận đó. Chú có sao không? Mộc Nam Giạc, ta đã phế võ công của ông rồi, từ nay ta không muốn gặp lại ông nữa. Ta biết mục đích ông tới đây, ông muốn lấy được thuốc giải của độc bào tử. Ta sẽ cho ông cầm thuốc giải rồi mau cút đi, nếu không ta sẽ giết ông. Chúng ta mau đi thôi. Mọi người cẩn thận, đừng sợ lung tung. Dạ được. Dạ. Chính là mùi của loại hoa này đó. Đó, anh họ. Hả? Hả? Anh họ. Sao vậy? Đại ca. Anh họ, hoa này có vấn đề. Đúng vậy, mùi hoa có vấn đề rồi. Vấn đề. Nè mọi người, sao vậy? Anh họ
Sao mọi người lại ở đây? Câu này tôi hỏi anh mới đúng đó. Tại sao các người lại ở đây? Bên kia không ở được nữa. Anh định đưa mấy người này cùng đi tìm mọi người, nhân tiện đi tìm Không Thiền. Bây giờ vẫn chưa có quả thánh. Ba anh cũng chuẩn bị rút rồi, nhưng mà thầy Han vẫn muốn tấn công. Anh thấy trận này sắp diễn ra rồi đó. Kiều Chân Thiên, ba cậu đã bắt hội trưởng Diệp. Ông ta muốn bọn ta lấy được thuốc giải mới chịu thả người ra. Bây giờ đã lấy được thuốc giải rồi, cậu về cùng chúng tôi. Như vậy hội trưởng Diệp sẽ an toàn hơn. Được, con cũng đi. Em đừng đi. Anh không để ba anh làm hại ba của em đâu. Yên tâm đi. Đi thôi. Con nghe những lời gièm pha của độc phụ đó mà vẫn biết đường quay lại sao? Con đã biết cách giải độc bào tử rồi. Dù sao ba là ba của con không thể nào bỏ mặc ba được. Thằng nhóc nè, con muốn lừa ba sao? Thuốc giải đâu có dễ tìm như vậy. Không tin thì ba cứ nhìn thử đi. Các người tìm được thuốc giải thật sao? Chỉ cần anh đừng có quay lại đây. Uống cái này thôi, anh sẽ không bị phát tác nữa. Vậy là thứ này có thể trị được bệnh của tôi sao? Tuy không thể trị tận gốc, nhưng bà có thể sống tiếp. Nếu anh đã lấy được thuốc giải, vậy thì thả Diệp Thu Thực ra. Còn nữa, bà, rút quân đi. Tề Phi, mau đi thả Diệp Thu Thực ra. Những người đi theo ông ta tạm thời không thể thả. Dạ được. Đừng quên là anh đã hứa rút quân rồi, không được nuốt lời. Để tôi uống thử rồi nói tiếp đi. Chân thường, có em ở đây thật là tốt. Một tinh trần này phải cảm ơn ông trời đã cho anh được gặp em. Phụ nữ mà anh gặp trên đời này cũng đâu có ít, tại vì anh có phúc đó thôi. Nhưng mà người anh yêu chỉ có mình em. Chị em toàn hiểu lầm anh. Anh làm sao mà biết được chứ? Thời gian qua em đã buồn tới mức nào? Mỗi lần nhìn thấy anh bên Sở Thiên Giao kia, em đều vô cùng khó chịu. Sao chị? Em cứ có cảm giác có người ở phía sau chúng ta. Đâu có, chắc nhầm rồi. Ừ, chắc là vậy đó. Không biết bây giờ ba của em sao rồi. Hay chúng ta tới gặp ông ấy đi. Được, anh đi cùng em. Nếu như Kiều Chính Khôn không thả người, anh sẽ cướp người ra. Hay là chúng ta dẫn theo người đi có được không? Đi nhiều người sẽ dễ bại lộ, hai chúng ta thôi. Tới lúc đó anh dùng đá thay đổi hình dạng, biến thành Thượng Quan Khanh, có thể thừa nước đục thả câu. Ừ. Hội trưởng Diệp, ông chắc chắn là muốn đi tìm Dân Thường sao? Nhưng bây giờ trong tập tầng 1 đang rất là loạn,
rất nguy hiểm, tốt nhất là ông không nên đi. Đừng có nói nữa, không thấy chân gì tôi sẽ không về đâu, cứ chạy đi. Tự nhiên em có một linh cảm không tốt. Em cứ cảm thấy là ba của em. Nè, đừng có nghĩ bậy. Sắp tới nơi rồi, đi thôi. Không sao đâu mà. Sở Thiên Giao, không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi hỏi cô, tại sao cô lại quyến rũ Mộc Tinh Trần, còn quyến rũ con trai tôi? Ông hiểu lầm rồi. Hiểu lầm hả? Tôi thấy con người cô đã sống quá thối nát rồi, tâm địa còn bất lương. Tôi hỏi cô, đứa trẻ trong bụng cô là của ai? Đó là chuyện của tôi, liên quan gì tới ông chứ? Chuyện của cô hả? Hành vi của cô tổn hại thanh danh của Dân Nhi và Tinh Trần, cô còn dùng cách để chia rẽ tụi nó. Cô đúng là đê tiện. Theo tôi đi về, nói rõ với mọi người, trả lại thanh danh cho nhà họ Diệp. Đi, bỏ tay ra. Đi, bỏ ra đi. Sở Thiên Giao, sư phụ. Ông ta chết rồi. Sao vậy? Không muốn ông ta chết sao? Con không có. Thiên Giao, cô hãy nhớ, cả đời này không được tin lời bất cứ người đàn ông nào. Bây giờ cô đang mang thai, Mộc Tinh Trần và Diệp Dân Thường vẫn đang ở bên nhau. Lần này không được nhân nhượng với bọn họ. Sau khi cô luyện xong thần công, cô sẽ có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Sao vậy? Ba! Ba! Đừng mà! Ba! Đừng mà! Ba! Ba mau tỉnh lại đi. Ba, tại sao chứ? Ba, ba, ba hãy tỉnh lại đi. Ba, ba tỉnh lại đi mà. Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà mà ba. Tỉnh lại đi, nhìn con đi mà. Mở mắt ra nhìn Dân Nhi đi. Ba, ba hãy tỉnh lại đi. Sở Thiên Giao, Sở Thiên Giao, Sở Thiên Giao, tại sao?
sao con lại làm vậy chứ? Ba, ba hãy tỉnh lại đi mà. Chim Thường, chúng ta không được đoán mượn. Những thứ này là do em tặng cho cô ta, là của em tặng cho cô ta. Tại sao lại làm như vậy chứ? Chân Thường, cho dù cây trâm này là của Sở Thiên Giao, cũng không thể loại trừ khả năng người khác dùng cây trâm cô ta để giết Hồ Trưởng Diện. Yên tâm đi Chân Thường, anh sẽ giúp em tìm sự thật. Nếu sự thật là Sở Thiên Giao, anh sẽ giúp em báo thù. Bây giờ chúng ta hãy chôn cất Hồ Trưởng Diệp trước đó. Ba. Ba. Tại sao lại như vậy chứ? Ba tỉnh lại đi mà. Ba. Hôm nay cô thể hiện không tồi, nhưng nếu như cô nói cho ai biết chuyện hôm nay, ta sẽ không tha cho cô đâu. Đồ Nhi không dám. Cô nhớ kỹ cho ta, nữ nhân trời sinh đã yếu đuối, nếu không muốn bị người khác ức hiếp thì cô phải mạnh và ác hơn kẻ khác. Dạ sư phụ. Cô có biết cái này là gì không? Đây chính là rễ của cây thần. Đây là một loại công pháp được tách ra từ thanh đan thuật. Dựa vào công pháp này hút lấy linh lực của cây thần là có thể trường sinh bất tử, công lực lớn mạnh. Sư phụ, nếu con muốn luyện công pháp này thì cần bao lâu? Con không muốn để Diệp Dân Thường leo lên cổ mình thêm một phút nào nữa. Cô vốn không có căn cơ nên cần nhiều thời gian hơn một chút. Đại khái chỉ cần khoảng 10 năm. 10 năm sao? Đối với người có mấy chục năm công lực như ta, mà tốc độ hút linh lực của cây thần đã chậm như vậy, thì người bình thường như cô đừng nghĩ tới chuyện danh hơn. Có cách khác không thưa sư phụ? Nguyên nhân hút linh lực chậm là vì tiểu tinh linh không có ở đây. Nếu như có nó ở đây trợ lực cho ta thì tốc độ hút năng lượng sẽ nhanh hơn một chút. Chuyện này là sao? Chú Diệp gặp chuyện rồi. Chúng tôi ở hiện trường phát hiện cây trâm của Sở Thiên Giao. Dân Thường nghĩ là cô ta làm. Không phải nghĩ là, mà chắc chắn là cô ta. Dân Thường, em yên tâm đi, mọi người sẽ giúp em. Đừng gây rối. Đây chính là chuyện của chúng tôi. Các người được can thiệp, tôi sẽ tự giải quyết. Anh tin tưởng em, nhớ chú ý an toàn. Sao ba lại tới đây?
Thằng nhóc thối, ta cũng đang muốn hỏi con nè. Chú à, tại sao chú lại đi cùng họ? Chú sao? Quá ra hai người có mối quan hệ đó. Bắt lại. Dạ. Tinh Trần, cảm ơn cậu đã cứu em gái của tôi, chữa khỏi đôi mắt cho nó. Kể từ hôm nay, chúng ta không còn nợ nhau nữa. Còn cục trưởng kêu, cục trưởng kêu, được đi theo anh là vinh dự của tôi. Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn, Tiểu Sơn. Người chết không thể sống lại, tìm kiếm nơi an táng đi. Sở Thiên Dao, sao vậy? Tôi hỏi cô, có phải cô đã giết ba tôi không? Hội trưởng Diệp bị làm sao vậy? Cô còn giá đỏ chứ? Đây chính là hung khí giết ông ấy, là thứ mà tôi đã tặng cô. Một cây trâm thì chứng minh được gì? Chưa biết chừng tại ba cô làm gì đắc tội với ai đó nên đã bị ông trời phạt. Sở Thiên Dao, nếu như cô còn không nói sự thật, tôi chắc chắn sẽ giết cô. Được, cô giết tôi đi. Bây giờ tôi đang mang thai của Tinh Trần. Tới bây giờ cô vẫn muốn lừa tôi sao? Ba của tôi đã nói với tôi, đứa bé này chính là con của Diệp Diễn Chí, có đúng không? Nếu như cô đã biết rồi, vậy tôi sẽ nói sự thật cho cô. Đây đúng là con của Diệp Diễn Chí. Nhưng đó cũng là cốt nhục duy nhất của nhà họ Diệp các cô. Cô giết tôi đi. Giết đi. Tôi nói cô biết, nhà họ Diệp tôi không cần loại con dâu giống như cô. Tôi biết ai là người giết ba cô. Tôi sẽ đưa cô tới gặp người đó. Dẫn đường đi.
Bà nhốt ta ở đây làm gì? Vì ta hoàn toàn không muốn để ông đi. Rốt cuộc bà muốn ta làm gì? Đã nhiều năm trôi qua rồi, bà vẫn không chịu tha thứ sao? Tha thứ sao? Rõ ràng ông thích Tiểu Điệp, tại sao vẫn cứ ở bên cạnh nữ nhân của Thượng Quan Khanh? Ta không hề ở bên nữ nhân của ông ta. Thượng Quan Giang Hiên chẳng lẽ không phải con ông sao? Nó là con của Thượng Quan Khanh. Ta không hề đụng vào nữ nhân của Thượng Quan Khanh. Ta không tin đâu. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, sao có thể không nảy sinh quan hệ được? Phụ thân, ngươi định xử lý Thúc Thúc và Kiều Chính Khung ra sao? Tinh Trần, những chuyện này con không cần quan tâm, giao Không Thiền xử lý đi. Dù sao cũng là máu mủ, mong người khai ân tha cho Thúc Thúc. Còn về Kiều Chính Khung, ông ta trúng kịch độc, cũng đã sắp chết rồi, không thể uy hiếp tới chúng ta. Tập trưởng, ngoài cổng có người tên là Ly Ai, nó là tới đàm phán. Đưa vào đây. Dạ. Tôi tới đây đàm phán. Tôi biết là các người không tin tôi, nhưng mà bây giờ phần lớn bên chúng tôi đều chạy hết rồi, không thể gây ra nguy hại nào cho các người nữa đâu. Nếu như các người không để tôi chữa cho cây thần, thì cây thần sẽ sớm chết khô mà thôi. Cô thực sự chữa được sao? Đương nhiên, chúng tôi nói phải chữa khỏi cho cây thần từ lâu rồi, để tất cả mọi người đều được hưởng thành quả của khoa học kỹ thuật, có gì không tốt chứ? Sao? Nếu vậy thì tốt quá. Đúng vậy, cây thần được chữa thân. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng này. Phụ thân yên tâm, con sẽ giám sát họ, cứ để họ thử đi. Được rồi, ta đồng ý với cô. Đừng lãng phí sức lực nữa. Đây là xích kim cương do tộc Thần Bộc chế tạo, không ai giật đứt được đâu. Cô hại chết ba của tôi. Tôi có làm ma cũng không tha cho cô đâu. Cô càng hận tôi thì tôi lại càng vui. Chẳng phải cô là thiên kim tiểu thư cao sang quý phái sao? Chẳng phải cô coi thường kẻ mồ côi như tôi hay sao? Bây giờ tôi sẽ không để cô gượng dậy nữa. Cầu xin tôi đi, chưa biết chừng tôi sẽ để tình nghĩa chúng ta dậy trước, nhẹ tay hơn cho cô. Cô có biết tôi hối hận nhất là gì không? Chính là tôi đã có được một người bạn như cô. Mau để tôi coi khuôn mặt này có bị thương chưa. Chết ra. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, người đàn ông nào thấy cũng động lòng. Tôi chỉ hận không thể sạch nát nó. Vân Thường, em ở đâu? Diệp Vân Thường. Tinh Trần, anh vẫn chưa tìm thấy sao? Vẫn chưa, đi một vòng rồi vẫn không thấy. Sao lại như vậy? Vân Thường đi tìm Sở Thiên Giao mà. Đúng vậy, chúng ta chia nhau tìm đi. Chia ra tìm, nhanh lên. Vân Thường, Vân Thường. Mỹ Kiều, em sao vậy? Vân Thường, chị bị sao rồi?
cái thằng bị bệnh nên em cũng bệnh luôn. Nếu không em ra ngoài gọi người tới cứu chị rồi. Em không sao là tốt rồi. Mau chóng đi đi, đừng để Sở Thiên Dao phát hiện ra. Em biết rồi. Sở Thiên Dao. Tin rằng Dân Thường đang ở đâu? Cô ta ở đâu làm sao em biết được? Hội trưởng Diệp gặp chuyện cô biết chưa? Hội trưởng Diệp làm sao? Đã chết rồi. Hung khí là một cây trâm. Dân Thường nói là cô ấy tặng cô. Cô ta nói gì anh cũng tin sao? Tin rằng em đang mang thai giọt máu của anh. Anh không tin em sao? Đủ rồi. Lúc trước hội trưởng Diệp gửi thư nói rằng đứa bé trong bụng cô là của Diễn Chí. Sở Thiên Dao, rốt cuộc có câu nào từ miệng cô là thật không? Em chưa bao giờ gạt anh hết tin Trần à. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không biết tình cảm em dành cho anh hay sao? Cho dù anh coi em là kẻ thù thì em cũng tự nguyện chết vì anh. Cô nói đủ chưa? Bây giờ Dân Thường mất tích, cô biết Dân Thường đang ở đâu không? Dân Thường, Dân Thường, trong đầu anh chỉ có Dân Thường. Được, nếu đã như vậy em tự nguyện rút lui. Hôm nay em tới đây là muốn nói với anh tại sao cây thần bị bệnh lâu không hết. Là do ông độc bảy màu. Nhưng chắc chắn anh không biết ông bảy màu là do sư phụ nuôi. Sư phụ sử dụng chúng hút rất nhiều linh lực của cây thần mới làm cho cây thần khô héo như vậy. Không thể đâu. Sư phụ tôi tuyệt đối không làm những chuyện có lỗi với tộc thần mộc. Tin hay không tùy anh. Sao tôi đánh cô không? Kẻ ác làm điều ác cần gì có lý do. Miệng lưỡi trơn tru. Tôi hoàn toàn không có giết Diệp Thu Thực. Các người không chịu tin tôi. Biết vậy tôi đã giết ông ta thật, để khỏi mang tiếng như vậy. Không phải cô thì ai? Hả? Cô muốn biết hả? Vậy hãy uống cái này đi. Đây là gì? Đây là loại thuốc rất thần kỳ tôi phát hiện ra. Tên là vô tình thủy. Uống rồi sẽ khiến cô không yêu không hận, khiến cô dễ dàng quên Mộc Tinh Trần, cũng sẽ quên đi những chuyện tôi đã làm với cô. Người đã uống thuốc này nếu động lòng thì chất độc sẽ phát tác. Mà mỗi khi độc tính phát tác, chỉ cần nghĩ tới chuyện động lòng thì sẽ mất đi một phần ký ức. Qua không lâu nữa cô sẽ quên được Mộc Tinh Trần. Thank you.
Dân thường, rốt cuộc em đang ở đâu vậy? Mỹ Kiều, hãy đi đi. Chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng bắt được ngươi. Sở Thiên Dao, thả Mỹ Kiều đi. Tôi xin cô thả nó đi. Tôi thua rồi, tôi thực sự thua rồi. Cô hãy thả nó ra đi mà. Dân thần, dân thần, đừng cầu xin cô ta. Đừng có cầu xin cô ta. Cô ta là người xấu. Sở Thiên Dao, thả nó ra đi. Cô nói gì tôi cũng nghe, cô nói gì tôi cũng làm hết. Được thôi, quỳ xuống cầu xin tôi đi. Kiều đi, tôi xin cô mà. Tôi xin cô. Thân cô còn lo chưa xong, sao cứng người khác được đây? Còn dám ra điều kiện với tôi sao? Mỹ Kiều, Mỹ Kiều, Mỹ Kiều, Mỹ Kiều, Sở Thiên Dao. Mỹ Kiều, sư phụ, tiểu tinh linh người cần con đã tìm được rồi đây. Tiểu tinh linh ta kêu cô tìm, quả nhiên cô tìm được. Làm tốt lắm. Chuyện mà sư phụ giao cho, đột nhiên nhất định dốc toàn lực, dù chết không từ. Xem ra Diệp Dân Thường đã rơi vào tay cô rồi. Người muốn gặp hay sao? Đó là kẻ thù của cô, nên giao cho cô xử lý. Sức mạnh của cây thần sẽ được ta sử dụng. Một phù thủy ác độc, ta sẽ không giúp cho bà đâu. Cái này không tới lượt ngươi quyết định. Dân thường, bây giờ giữa hai chúng ta, để xem cuối cùng ai đắc ý. Xem ra cô thật sự rất nhớ anh ấy. Nhưng nếu cô càng nhớ thì cô sẽ càng nhanh quên anh ấy hơn. Sở Thiên Dao, tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Tại sao vậy? Tại sao anh ấy lại yêu cô? Rốt cuộc tôi có gì không bằng cô chứ? Hãy
Cô nói là cô yêu anh ấy, thực chất cô chỉ muốn chiếm hữu mà thôi. Cô hoàn toàn không biết được cái gì gọi là tình yêu. Trong mắt của cô, đây là một liều thuốc bị chế sai cách. Đây là liều thuốc độc. Tôi nói cô biết, dù cô có được anh ấy, anh ấy cũng sẽ không yêu cô đâu. Thay vì đứng đây giảng đạo, chi bằng hãy nghĩ xem làm sao để bảo toàn tính mạng thì hơn. Không thiền, bà đưa bọn ta tới đây rốt cuộc là có ý gì? Hôm nay tôi sẽ cho các ông thấy một vở kịch hay. Bà còn muốn dùng thủ đoạn gì để hành hạ bọn tôi nữa? Không cần sốt ruột, vì lát nữa ông sẽ không còn đau đớn. Sau này ông chính là con rối của ta. Ta kêu ông đi làm gì thì ông buộc phải làm đấy. Dạ chủ nhân. Phụ thân tìm con sao? Tinh Trần, kiếp nạn của tộc thần Mộc cũng sắp qua rồi, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy bây giờ con không muốn lắm việc tiếp nhận chức vị tộc trưởng vào lúc này, nhưng có một thứ ta nghĩ là tới lúc nên giao cho con rồi. Đây là... Hãy đi theo ta rồi biết. Dạ. Lạ thật. Vệ binh đâu?
ba sao rồi? Ba, 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 ba. Kiều Chấn Thiên, ba anh có vấn đề, ông ta đang bị khống chế. Là ai sai ông tới đây? Ba, là con đây, Kiều Chấn Thiên đây. Ba sao vậy? Con là con trai của con đây. Người thấy sao rồi? Ai rồi cũng phải chết. Phụ thân, người đừng nói nữa, người phải nghỉ ngơi. Tinh trần, tinh trần, sau này độc thần mộc giao lại cho con. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, phụ thân. Phụ thân, phụ thân, phụ thân. Con hứa với người, con hứa với người, con hứa với người. Tất cả lùi hết ra. Thiếu chủ à, độc thần mộc không thể một ngày không có chủ. Tinh Trần à, anh đừng đau lòng quá, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cô nói đúng Thiên Giao, có người đang hút tinh hoa của cây thần, khiến cho cây thần dần dần tàn lụi. Tinh Trần à, anh không được do dự. Kiều Chính Khôn khống chế tộc trưởng chắc chắn là bị Không Thiền khống chế rồi. Nếu anh không đưa ra đối sách thì em sợ anh không giữ được mạng đâu. Tôi biết. Cảm ơn cô.
Phụ thân, chuyện con đã hứa với người, con nhất định sẽ làm được. Mấy kẻ ngoại tộc này là hung thủ giết hại tộc nhân của chúng ta, nay lại tới phá hoại cây thần, sao còn mặt mũi đứng đây chứ? Ông ta nói cái gì vậy? Không có gì đâu. Chúng ta đi xem bệnh họ của tôi đi. Tinh Trần, lòng tham của bọn chúng là vô đấy, chỉ biết cướp bóc thôi. Sao thiếu chủ còn để bọn chúng đụng vô cái thần? Ta là thiếu chủ, ta làm gì cũng có lý do, không cần ông nhiều lời. Một Tinh Trần, chúng là hung thủ giết hại Nguyệt Ảnh và tộc nhân của chúng ta. Cậu không những không báo thù cho họ, còn cộng rắn cắn gà nhà. Được, cậu không ra tay, để ta. Ông dám sao? Nguyệt Khôn, Tinh Trần à, hãy nhớ thân phận của mình. Ông chẳng qua chỉ là trưởng lão, bây giờ ta là thiếu chủ, thì ông phải nghe theo lời ta. Một Tinh Trần không coi ai ra gì, lập săn là bẫy, khinh dờn cây thần của chúng ta. Tụi ta không có tư cách làm thiếu chủ. Đúng vậy, đúng vậy, không có tư cách. Làm gì có tư cách của ta đây? Cái gì trưởng lão? Tinh Trần nhất thời kích động, xin mọi người hãy cho anh ấy thêm một cơ hội đi. Tuổi trẻ ngông cuồng, làm thiếu chủ cũng không xong, sao lãnh đạo được tộc thần mộc chứ? Mọi người thấy có đúng không? Đúng vậy đó, phải hắn đi, mau phải hắn đi, phải hắn đi, phải hắn đi, phải hắn đi, mau phải hắn ta đi. Được, các người tưởng ta muốn làm thiếu chủ lắm hay sao? Từ nay về sau, mọi chuyện của tộc không hề liên quan tới ta. Không hẹn gặp lại. Tinh Trần, tại sao lại không nhận được tin của mình? Dân Thường, đừng nói là em gặp chuyện nha. Mỹ Kiều, nhận được tin của ta lập tức báo lại. Bình thường anh phụ trách trị liệu những môn thuốc bị thương, chữa khỏi cho em rõ ràng là chuyện hiển nhiên. Thú y, đi đâu vậy hả? Đường về đúng là xa xôi cực khổ vô cùng luôn. Tinh Trần, anh đang ở đâu vậy? Bây giờ anh thành ra như vậy rồi, em không thể thông cảm cho anh sao? Thông cảm sao? Em phải thông cảm làm sao đây? Thông cảm đang lên giường của người con gái khác hả? Vậy thì phải làm sao đây? Vậy thì chia tay đi. Dân Thường, rốt cuộc em đang ở đâu?
Tại sao anh lại ở đây? Tôi phải báo thù cho ba tôi. Chấn Thiên, chuyện hôm đó anh cũng chứng kiến mà. Ba của anh... Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi giận. Người anh em, yên tâm đi. Chúng ta kết hợp để tìm ra hung thủ đứng đằng sau.